Xe đặc chủng Sinjeong S5 của Cảnh sát cơ động và đặc nhiệm Việt Nam khủng đến cỡ nào? Đây là một trong những mẫu xe đặc chủng do Hàn Quốc sản xuất, dựa trên nền tảng của xe trinh sát bọc thép TM170 do Đức chế tạo. Sinjeong S5 có chiều dài 6,4m, rộng 2,5m, cao 2,4m, khoảng sáng gầm 350mm. Xe có thể mang khối lượng vũ khí và binh sĩ lên tới 11 tấn. Mẫu xe bọc thép này có thể chở tối đa khoảng 12 người. Sử dụng động cơ diesel sản sinh ra công suất 225 mã lực. Trong một số nhiệm vụ cần thiết, xe sẽ được lắp thêm lưỡi ủi phía trước để giải phóng chướng ngại vật hoặc đại liên 12 ly 7 để tấn công kẻ địch. Bên cạnh đó, hai bên nóc pháo có thể sẽ được bố trí thêm hệ thống phóng lựu đạn khói nhằm giải tán đám đông và áp chế khủng bố. Sinjeong S5 có thể leo dốc 60 độ, vượt chướng ngại vật cao 0,5m, lội nước sâu 0,8m. Sử dụng lốp run flat có thể tiếp tục chạy ở tốc độ cao ngay kể cả khi bị bắn thủng. Toàn bộ thân xe được sử dụng vật liệu thép có độ dày lên tới 8mm. Ngoài ra, theo như công bố, Sinjeong S5 còn được chế tạo đặc biệt đủ kín để tránh khỏi những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc nguồn bức xạ sau vụ nổ hạt nhân.